Kênh Vlog Bi Nấm xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình làm một món chia sẻ review đến cho mọi người cùng thưởng thức cái món cá với mình nha. Thì những cái nguyên liệu mình có chuẩn bị là một con cá ngừ. Một con cá ngừ thì cái món cá ngừ này mình làm ướp hành. Cá ướp hành. Thì mình có chuẩn bị hành nè. Hành lá và ớt, tỏi. Thì cái món này mình ăn với bánh chén nha, chấm nước mắm chua ngọt. Thì mình có chuẩn bị là rau sống. Rau sống thì có rau thơm, rau tí tô và rau diếp cá, rau húng lủi, rau thơm, nói chung là mấy loại rau rồi mọi người. Mình để như vậy thì mình không có thể nào xới lên được cho mọi người xem. Và mình có ba trái dưa leo và ba chi khế để ăn cái món cá lên cá nướng ướp hành đó. Rồi bây giờ mọi người ơi, mọi người theo chân mình để bắt tay vào để làm cái con cá này. Mình đem đi ướp nha. Mình ướp thì sau khi đó mình ướp cho thấm, mình để cho thấm rồi thì mình cho vào cái nồi chiên không dầu đó. Mình hẹn giờ để mà nướng cho mọi người nhé. Rồi bây giờ mọi người theo mình để vào bếp. Rồi bây giờ mình vớt ớt tỏi nha mọi người, vớt ớt tỏi để mình làm cái nước sốt ướp cá nha mọi người nhé. Rồi trong thời gian mình vớt nó đã nhuyễn rồi, bây giờ mình cho củ hành vào nha mọi người. Đây củ hành, mình cho củ hành và hành lá vào mình vớt luôn nha. Rồi đã nhuyễn, bây giờ mình cho hành lá vào luôn nha. Mình vớt hành củ cho nhuyễn, bây giờ mình vớt hành lá. Và sau đó thì mình sẽ cho gia tô và mình cho gia vị. Thêm nếm như cho nó vừa ăn rồi ướp cá nha mọi người. Rồi mình đem đi ướp cá. Rồi ơi đi dân. Rồi mọi người ơi, mình đã đâm nhuyễn nè. Bây giờ mình cho ra tô nhé. Wow, mình để cái máy trước mặt đó, mình không thấy, mình đổ nó lọt ra ngoài đó. Wow, đổ rồi. Rồi bây giờ mình rồi và sau đó thì mình cho đường, mình cho đường vào. Và sau đó nữa thì mình cho hạt nêm vào nha. Đấy, cái máy trước mặt khó làm không mọi người. Và sau đó thì mình cho mắm vào. Và sau đó thì mình cho một ít tương ớt vào nhé. Và sau đó thì mình trộn đều lên trong cái nước sốt của mình, trông rất là ngon và hấp dẫn luôn mọi người. Mọi người thấy cái nước sốt của mình làm hấp dẫn không? Rồi vậy là mình đem đi ướp cá thôi mọi người. Và bây giờ mình kéo nó qua, mình xảy cho cá vào, mình sẽ vài đường nha. Đây mình sẽ vài đường cho con cá. Rồi sau đó thì mình đem đi ướp cho mọi người. Bây giờ mình sẽ hai đường. Chắc là mình tắt máy rồi mình sẽ ra mới được. Tại vì cái máy nó trước mặt mà cái dao thì mình sẽ nó hơi bị khó. Bây giờ mình tắt máy mọi người. Rồi mọi người ơi, vậy là con cá mình cũng đã xẻ xong. Mình xẻ cho hai đường nha, xẻ cho sâu xuống. Và mình ướp. Bây giờ mình ướp gia vị vào nha mọi người.
cái chén gia vị của mình, nước sốt của mình rất là trong là thơm ngon và hấp dẫn luôn mọi người ơi. Rồi bây giờ mình ướp cho mọi người nhé. Cái món này ăn cuốn bánh tráng trong rất là ngon luôn mọi người. Nhìn cái con cá mình ướp nhìn hấp dẫn quá mọi người. Chưa có xong mà nghe cái mùi nước sốt nè, ướp nó bốc tỏi hành đồ lên nó rất là thơm. Bỏ ở đây bớt. Rồi, trông rất là ngon. Bây giờ mình còn một ít để mình nhét vào cái đầu của nó và cái bụng của nó nha. Giờ mình nhấn xuống ngay cái bụng nó cho nó thấm nha mọi người. Rồi, vậy là mình đã có một cái con cá ướp hành trông rất là hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ mọi người đợi đến khi nào cho cá mình nó thấm đều á, con cá nó ngon rồi, nó thấm ngon rồi đó là mình đem đi nướng, mời mọi người cùng cuốn bánh tráng ăn với mình nha. Rồi trông rất là ngon luôn. Mình quay cận cảnh cho mọi người xem con cá của mình đó ha. Rồi sau khi mình để cho nó thấm rồi á, là mình đi nướng á, con cá trong cái nồi cơm điện á, trong cái nồi chiên không dầu á, mọi người nó lộn thì mình lót giấy bạc vào để mình đi nướng cá ha mọi người ha. Rồi bây giờ mọi người đợi cho cá thấm nhé. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình có chuẩn bị một cái miếng giấy bạc nè, bây giờ mình cho con cá nó vào nha, để mình bọc nó lại rồi mình mới đem đi nướng nha, sau khi thì con cá nó cũng đã thấm rồi mọi người. Wow, trông rất là ngon chưa mọi người. Rồi bây giờ mình cuốn con cá ở ngoài rất là đẹp, màu nó rất là đẹp luôn, nhưng mà nó có cái miếng giấy bạc vào á, thì nó làm cho con cá của mình nó bị tối không được đẹp. Rồi bây giờ mình cuốn lại. Wow, mình cắt cái miếng nó nhỏ quá nhưng mà không sao, cho nó chừa ra nó cái hơi của nó bốc lên như nó dễ. Vậy là mình đã có một cái cá ướp hành gói với bạn. Rồi bây giờ mọi người ơi, mình bỏ vào cái nồi chiên để mà mình chiên nha mọi người. Nồi chiên không dầu, bây giờ mình cho cái nồi chiên không dầu ra. Đây, mình bỏ con cá nó vừa không? Rồi thôi bây giờ mình bỏ thử nha. Rồi bây giờ mình cho con cá vào cái nồi nha. Rồi chắc là không được rồi mọi người ơi. Wow, nó dài quá mọi người, nhưng mà không sao, nó cũng vừa vặn luôn. Rồi bây giờ mình đem bỏ vào cái nồi chiên, mình bấm nút hẹn giờ, chắc mình nướng cái đây cũng khoảng 30 phút thì cá nó chín, mình đem ra mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món cá ướp hành giấy bạc của mình nha. Rồi bây giờ mình
cho cá vào cái nồi chiên không dầu mình nướng nha. Bây giờ mình đẩy vào để mình bấm nút hẹn giờ cho mọi người. Rồi bây giờ mình bấm hẹn giờ. Mình nướng cá và mình cho lửa 180. Mình hẹn giờ khoảng 10 phút. Cho lửa 180. Rồi bây giờ mình bấm nút nướng. Rồi mọi người ơi, cái lò của mình cũng đã tắt rồi. Rồi bây giờ mình mở ra nha. Mình mở ra mình xem được con cá nó như thế nào. Wow, mọi người ơi, cá của mình nè thì cũng đã chín nè. Ơi, bây giờ mình cho ra ngoài để mà mình dỡ con cá ra đi. Mình nhắc nó xuống. Đây mọi người, bây giờ mình dạch con cá ra thử ha. Wow, con cá của mình cũng đã chín tới rất là ngon nè. Để bây giờ mình cho ra cái đĩa ha. Rồi mình mới dở cái giấy bạc ra, mình banh ra nó dễ nha. Tại nó nóng quá, mình vừa bay vừa nóng quá, mình làm mình sợ phỏng tay đó mọi người. Rồi mọi người ơi, mình có chuẩn bị cái đĩa. Rồi cái đĩa này bây giờ mình cho cá ra nha mọi người. Wow, cá nóng quá mọi người. Wow, nóng quá. Nóng quá mọi người. Nóng cực kỳ là nóng luôn. Rồi con cá của mình trông rất là ngon. Bây giờ mình gỡ cái giấy bạc ra thử để mọi người xem con cá bên trong như thế nào nha. Đó, sau khi mình nướng. Wow, nóng cực kỳ luôn mọi người. Nóng quá. Rồi mọi người thấy con cá của mình thế nào? Trời ơi, con cá rất là ngon luôn. Ngon quá, hấp dẫn quá mọi người. Ngon quá. Bây giờ mình cho ra cái ni để mình trang trí, rồi mình mời mọi người cùng ăn cái món cá nướng với mình nha. Đó, trông con cá hấp dẫn. Bây giờ mình bay cận cảnh cho con cá của mình nè. Wow. Đó, cái cách ướp hành xả ớt trông rất là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mọi người đợi mình một chút, mình sẽ cho những cái này ra để mời mọi người cùng ăn nha. Rồi vậy là mình đã có một cái món ăn trông rất là ngon, món ăn cá nướng ướp hành. Thì mình có này, cá nướng nè. Đó. Cái món này mình ăn cá nướng ướp hành nè. Và một chén mắm chua ngọt trông rất là hấp dẫn chưa. Và mình có chuẩn bị một ít rau, rau húng lủi, rau dấp cá, rau thơm, rau tí tô. Nói chung là ai muốn ăn rau gì thì cho rau đó, mình thích ăn những cái rau này mình mua mấy cái rau này thôi. Và cái ớt, mình có chuẩn bị ớt, nếu ai thích ăn cay thì cho thêm ớt vào nha, cắn ớt vào cũng được. Rồi mình có chuẩn bị là dưa leo với khế. Dưa leo mình cắt miếng lát lát và dưa khế mình cắt cái miếng dài dài để một chút nữa mình cuốn bánh tráng nha mọi người. Thì cái mình cách chuẩn bị là bánh tráng, ăn với bánh tráng cuốn chấm mắm chua ngọt. Rồi mình mời cả nhà, bây giờ mình cuốn một cuốn để mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Rồi mình có chuẩn bị một cái miếng bánh tráng. Bây giờ mình gấp vào để mình cuốn nha mọi người nhé. Thì mình cho vài cọng rau. Và một miếng khế. Một miếng khế. Và cho một miếng dưa leo. Đây dưa leo. Cho vào. Và mình cho một miếng cá. Wow. Và mình gấp vào. Rồi. Mình vừa quay vừa gấp để cuốn bánh chén nó hơi bị cực nha mọi người. Đó.
mình không thể nào gấp một miếng cho nó ngon lành được. Bây giờ mình lấy một miếng cho nó ngon ngon đi, mà mình vừa cầm máy quay á, nó rất là cực luôn. Đây mọi người, đó, trông rất là hấp dẫn chưa? Cho vào, và mình cho thêm một ít hành này. Đó, mọi người thấy hành không? Rồi cho vào, vậy là xong. Bây giờ mình cuốn lại nha mọi người. Rồi bây giờ mình cuốn nha mọi người nhé. Trời ơi, cái bánh tráng nó ít à, nó nhỏ quá, biết cuốn vừa không, nhưng mà cuốn bánh tráng ít ăn nó ngon mọi người. Rồi vậy là mình đã có một cuốn bánh tráng cá trông rất là ngon. Bây giờ mình cho cái chén chấm vào. Bây giờ mình chấm mời mọi người nha. Rồi mọi người ơi, mọi người xem cái video của mình, mọi người thấy cái món ăn mọi người yêu thích thì mọi người hãy bắt tay vào làm thử cái món này ăn nha mọi người nha. Rồi mọi người xem, mọi người nhớ ủng hộ kênh cho mình và xem share, like, subscribe cho kênh của mình nha mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người để cùng ăn với mình cái cá này nha. Cho nó nhiễm nước, bây giờ mình phải hướng cái tay lên thôi. Đó. Rồi mời mọi người. Ngon lắm mọi người ơi, ngon thiệt, ngon nhất đắt luôn á mọi người. Mời mọi người nha. Ngon lắm mọi người. Ngon gì đâu á. Trời ơi, trứng mắm nó cay, nó cay cực kỳ là cay luôn, cay xé miệng luôn, ăn cho nó đã. Rồi mời mọi người. Mình cắn vào một miếng rau nó thơm thơm, một miếng dưa nó giòn giòn, một miếng khế nó chua chua, và nó hòa quyện vào với miếng cá. Nó ngon gì đâu mọi người, và chấm thêm nước mắm nữa cực kỳ là cay cay, rồi nó ngon, ngon lắm mọi người. Rồi mọi người làm thử cái món này ăn nha. Rồi bây giờ mình xin tạm dừng cái video ở đây, mình chào mọi người.